mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lắng nghe truyện ngắn Xóm nghèo ăn Tết chó của tác giả Ngọc Giao. Truyện được phát trên kênh Quỳnh Hoa Radio. Tiếng mụ một hò buồn rã rượi, không là con sông Hương mà là cánh ngõ xóm Khâm Thiên. Cho nên tiếng mụ Huế hò lạc lõng không ai nghe cả, chỉ một mình mụ nghe. Mụ một nghe tiếng mụ và tiếng mũi kêu loạn trong ánh sáng ngọn đèn dầu lạc. Nước ở chiếc áo vá phơi trên sợi dây bắt ngang gian nhà hẹp, rọ từng giọt xuống mặt mụ. Mụ vẫn nằm không nhúc nhích. Khói thuốc phiện đang cho mụ say. Say rượu thì còn dễ quên sầu hận, chứ thuốc phiện càng say, buồn khổ càng ngấm mạnh vào xương vào máu. Mụ một say thuốc phiện lần đầu. Xưa kia, lênh đênh ở con sông Hương, đàn vài khúc mà nghe chơi, gặp chi kỷ ép nài khói thuốc, mụ cũng nể mà tui vô phép, rồi nghiêng mình hút chơi một điếu. Một điếu thì có hề gì ạ? Mụ nói với người chi kỷ vậy, hai khóe mắt lim dim, nhìn lên mùi bồng đong đưa trên con sông khuya. Đêm nay, đôi khóe mắt ấy nhìn lên chiếc áo vá nước, rọ ròng ròng xuống mặt. Mụ thấy cái gì cũng mờ mờ. Mụ thấy cái áo trên kia biến ra cái áo lụa màu mạ non mà ngày xưa mụ ưa mặc nhất. Đã biết bao nhiêu con cá đớp cái bóng ấy in dưới nước dòng sông trong. Đã có biết bao nhiêu chiếc én liệng như đưa thoi ở đầu bồng để dệt để vương lên cái bóng đẹp ấy những đường tơ tình thắc mắc. Duyên nợ ba sinh, nghìn dặm lênh đênh ai nhớ mình. Dạo ôi, cực quá! Mụ một thở phì phì, hai tay đập rời rã xuống giường. Xưa mụ chỉ hút một điếu mà chơi, cái gì cũng chỉ để mà chơi. Thế mà bây giờ mụ một hút nhiều, giản dị như mụ ăn trầu, như mụ uống rượu, như mụ đánh bài. Nếu mấy chị cô đầu ngoài phố rủ dê, nếu gặp ông Hai Út, ấy là một ông thầy đờn người Bắc, nhưng mà đã có một thời nổi trôi ở Huế để làm đồ đệ hai bậc danh cầm đội trác và ngũ đại. Gặp ông Hai Út thì nhất định mụ một phải say rượu trong khói thuốc. Gái già gặp người chi kỷ già, đôi chúng mình như hai con đỏ nát, thầy ơi, hãy uống với nhau dăm chén, hút với nhau mươi điếu, rồi đờn vài khúc mà nghe chơi, ca vài câu mà nghe chơi cho nó vơi sầu vội khổ. Ông Hai Út lên dây cây tỉ bà. Mụ một sóng nhịp bằng hai bàn tay yếu, ca theo tiếng đờn. Ôi dào ôi, cực càng thêm cực, thầy Út ạ. Mụ một cúi đầu mà khóc. Người bạn già không biết nói làm sao, bàn tay thõng xuống. Mụ một ngượng ngùng lau nước mắt, rồi mụ mỉm cười, với cái tiêm dúng vào ngao thuốc phiện. Điếu thuốc xèo xèo, mụ một nghĩ thầm rằng, khi mụ mếu, ắt cái mặt già nhăn nheo của mụ cũng móp méo như điếu thuốc đang dở trên đầu bấc lửa ấy, chứ chi. Nghĩ vậy thì mụ thẹn, mụ hò đôi câu, rồi bỏ lửng, cho giọng trầm xuống tan đi, như tiếng đàn của thầy Hai Út bỏ lửng ở cung hồ. Thầy Hai Út ra về, kiếu rằng xin ra về cho mụ ngủ. Dẫu sao mụ cũng đứng lên theo tiễn ông bạn già, nhưng mụ không dám bước ra ngưỡng cửa. Mụ chỉ chắp tay lễ phép vái ông hai cái, rồi vịn tay vào tường, thò đầu ra tí nữa nhìn xem nhà hai bên dãy ngõ có ai nhìn người đàn ông ở cửa mụ ra không? Phải e dè với cả tấm lòng ngay thẳng của mình. Cực quá mà mình có chi răng gió với người ta đâu. Chém cha cái miệng rông dài. Mụ nói vậy rồi quay ngay vào. Mụ lao đao rơi xuống chiếu. Mụ nằm nhìn lên cái áo vá. Lắng từng giọt nước lạnh rỏ xuống vầng trán nóng tê tê. Mụ hò,
lại hò mà nghe một mình chơi. Không ai thèm nghe thì thôi, mụ chỉ có một mình nơi đất khách quê người này. Có con có cháu mà rồi trơ vơ một mình trong cái ngõ hẻm Khâm Thiên, người đàn bà Huế không than thở với ai, không trách trời trách Phật. Buồn khổ quá, mụ chỉ ca đôi tiếng. Có tiền thì ra quán uống chơi vài cút rượu, xong rồi mụ lầm lì trở về nhà. Ấy là một cái xó bụi bặm và đầy mạng nhện, người ta không chứa ô tô nữa. Mụ nằm lăn ra, mụ hò vài ba câu như ngày xuân xanh ở kinh kỳ. Con mụ một là một anh chàng thư ký có vợ, có đứa con trai 7 tuổi. Vợ anh chàng là một chị gái, răng hoa gặp nhau ở đâu, lấy nhau ở chỗ nào, có con rồi thôi thì cũng chả cần nhớ làm chi nữa. Miễn là cứ yêu nhau, yêu nhau quá đến nỗi quên rằng trên đời còn có một mẹ già đang đau và đang ghen thầm cái tình mẹ con của mụ đã bị ả gái răng hoa, người nàng dâu của mụ chiếm đoạt mất rồi. Người con trai yêu quý có nhìn đến mụ nữa đâu. Huống chi, người nàng dâu một hôm lại ton hót với chồng rằng: "Tôi thấy người ta đồn, dạo này bà ấy nghiện rượu, nghiện thuốc phiện, đêm nào cũng ca hát với một lão thầy đờn." Người con trai tê tái, rình xem một đêm khuya. Quả nhiên, gã nhìn thấy vậy, gã lướt qua mặt mụ, cố ý bật que diêm, châm thuốc lá cho mẹ rõ mặt mình. Gã cười nhạt rồi gã lau mình ra đi. Gã xin đổi ngay vào một tỉnh miền Trung Kỳ, đem cả vợ con theo. Mụ một khóc sậm sụt liền 3 tháng. Nhớ con 5 phần, nhớ cháu cả 10 phần. Cái thằng bé kháu khỉnh, mập như con ông Bụt. Thỉnh thoảng trước kia, thằng bé được bố dắt đến ngõ thăm bà, thì nó quấn lấy cổ bà cũng ôm chầm lấy cháu mà hôn. "Cháu bà đấy à, cháu có nhớ bà không? Chứ bà nhớ thương đến đứt ruột, đứt gan cháu ạ." Mụ khóc trên tay cháu, giọt nước mắt xuống bàn tay cháu. Thằng bé không chùi vào áo, nó đưa bàn tay lên môi. "Bà ơi, nước mắt sao mặn thế à bà?" Mụ nhau mắt nhìn cháu, cắn vào má cháu. "Nước mắt và máu đều mặn cả. Thế cháu đã nếm nước mắt của ba cháu chưa?" Thằng bé ngây ngô. "Chưa, ba cháu chả bao giờ khóc như bà." Mụ ngùi ngùi. "Hôm nào cháu thử bảo ba cháu khóc, rồi cháu nếm xem nước mắt ba cháu có mặn giống nước mắt bà không, cháu ạ." Người con trai nghe mẹ nói, cúi gục đầu nhìn xuống đất. Lần thăm ấy, gã biếu mụ nhiều tiền hơn mọi lần. "Để mẹ đong cái gạo trắng mà ăn, gạo hầm thế này nuốt làm sao được." Rồi gã cầm tay mụ ngập ngừng. "Thôi thì trăm giận nghìn hờn mẹ bỏ đi cho. Mẹ về ở với chúng con, mẹ lẩn quất thế này, con xấu hổ với người ta, mà cháu thì nó nhớ." Mụ thở dài. "Con ơi, mẹ còn muốn nhìn mặt nó làm chi nữa? Nó lăng loàn, nó có coi mẹ ra gì đâu. Con cứ để mẹ ở đây, ngày nào mẹ chết thì con làm ma cho mẹ. Sau 3 năm rồi, con có thương thì nhớ đem nắm xương khô của mẹ về Huế mà táng ở bên mồ ông ngoại, bà ngoại con, dưới chân núi đó." Mụ nghẹn lời khóc như mưa như gió. Mụ khóc một lúc lâu, vừa ngẩng lên thì nàng dâu mụ đã đứng ngoài đầu ngõ, rít răng gọi thằng cháu mụ. "Đi về, thằng kia! Bố mày muốn ở đấy với người ta thì cứ ở, tao không cần." Người con trai đành lẳng lặng chạy theo đứa bé ra khỏi ngõ. Tiếng nàng dâu mụ còn rít gióng mãi ngoài đường. Bữa ấy, mụ một lại ra quán uống đủ 3 cút rượu. Mụ lao đao về ngõ, mới bước chân vào cửa đã thấy ông Hai Út ngồi đợi đấy rồi. Như mọi lần, ông mang cả khay đèn đến, ông đang sửa bấc, mụ bèn reo lên. "May quá, thầy Út à, tôi đang buồn, tôi đang say.
thầy ôi, lại gặp cố nhân, thế thì lại đờn vài khúc mà nghe chơi, ca vài câu mà nghe chơi, chứ không gặp thầy, thì trừ tôi đã treo cổ tôi lên xà nhà cho rồi kiếp. Thầy Út chỉ dạ, lặng đi một lúc mới ngậm ngùi. Chết chi cho uổng bà bạn ôi, đời còn vui lắm bà, nếu cứ được vui mãi như thế này. Cả hai người hút xong chừng 10 điếu thuốc, thầy Út lên dây đờn, dạo. Mụ Một hắng giọng ngồi lên, đôi mắt ướt mờ nhìn vào ngọn lửa đèn đăm đăm. Tết đến rồi, kẻ giàu sắm Tết. Cây dân xóm nghèo của mụ Một cũng bắt đầu bàn về Tết và lo Tết. Nắng hoe hoe ấm chảy trên dòng nước cống ngang cửa mụ. Những con muỗi ngày ở dòng nước cống bay giỡn nắng, trắng lên như đám bụi. Mụ Một ngồi sưởi nắng ôm con chó vào lòng. Con chó vàng của mụ từ đầu chưa ai biết vì mụ đã dắt đi cầm cho một mụ chủ cô đầu. Con chó hay bậy, hay cắn khách, đã một lần dám chui vào gậm giường Hồng Kông, dình tha quần áo của một ông tham biện nhân tình mụ chủ cô đầu. Mụ chủ đánh nó một trận đau rồi đuổi về với mụ Một. Hôm ấy mụ Một ngồi thụp xuống, giang cả hai cánh tay gầy ra đón nó, như những khi đón thằng cháu quý được bố dắt đến thăm mình. Mụ cũng đã khóc trên đầu nó. Mụ đã ra ngoài mua một mớ xương bò về làm tiệc đãi nó, để tỏ chút tình chút nghĩa với nhau. Ngày còn đứa cháu ở bên mụ, đứa cháu vẫn là bạn thân của nó. Chúng chơi chúng nghịch cùng nhau suốt ngày. Ngày mụ ra đi, con chó cũng theo đi. Mụ lại bầu bạn với nó, để nhìn thấy nó mà được nhớ đến thằng cháu yêu. Thế mà tùng bấn quá, mụ đã phải đem cầm cho mụ chủ cô đầu. Bây giờ nó lại trở về. Mụ xoa vuốt nó, ngồi lầm lì với nó, hò cho nó nghe trong những ngày mưa dầm gió bấc mà cố nhân của mụ, thầy Hai Út, đi đâu xa vắng. Bà Một ơi, con vàng độ này béo quá, giá được nó mà bó giò hay hầm rượu mận, chén Tết thì thú quá. Bác Năm, răng bạc, đã cười nói oang oang như thế đó, mụ Một cũng cười. Ừ, tôi bán cho anh. Thế đã có tiền chưa? Bác Năm răng bạc vỗ vào cái túi áo xanh đầy dầu máy. Cái túi không có tiếng xu hào. Nhưng bác lại càng cười to hơn rồi đi thẳng. Bà Một ơi, con vàng đội này có vẻ khặc khứ lắm nhé. Để cho chúng tôi, sẵn giềng mẹ ở nhà rồi, chưa có gì chén Tết đây bà ạ. Ừ, tôi bán cho bác, thế đã có tiền chưa? Họ đã có tiền, nghĩa là họ đã loan báo cho cả xóm biết rằng Tết này sẽ thưởng xuân bằng con vàng mụ Một. Con vàng béo lắm, chả cần gì kiêng kỵ, nghèo thì bất chấp thiên địa sự, bà con ạ. Họ góp tiền, kéo đến nhà mụ Một. Họ cười vang nhà, đặt tiền xuống chiếu rồi họ kéo con vàng ra. Con vàng sợ sệt nằm run nép ở gậm giường. Người ta cứ khua nó ra. Nó cũng gầm gừ kháng cự. Nhưng bác Năm răng bạc đã đánh trúng một búa vào lưng. Nó gục ngay xuống bên chân mụ Một. Nhìn hai mắt con vàng ướt sũng, ngước lên nhìn lại mình. Trong khi người ta đã buộc dây thừng kéo nó đi sành sạch, mụ Một đứt ruột ôm lấy mặt. Mụ nghĩ đến cái ngày nàng dâu mụ giằng đứa bé cháu yêu khỏi tay mụ, kéo tuồn tuột đi. Đôi mắt đen nhánh của nó cũng ướt đầm đìa như đôi mắt con vàng, như đôi mắt mụ. Dạo ôi, tôi nhớ con tôi thương cháu tôi biết tìm nơi mô chờ. Chiều 30 Tết gió lạnh, gió từ đâu reo trên mái ngói. Mụ Một bứt rứt như điên, mụ đi vào đầu ngõ lại trở ra cuối ngõ. Mụ không chào ai, cũng chẳng nhìn ai cả. Đầu gục xuống, lưng mụ còng xuống, trông thảm hại, thực là thảm hại. Con vàng của mụ cũng đang lồng lộn đòi rứt sợi dây thừng ở trong sân nhà bác Năm răng bạc. Vì cái nhà cô đầu bên kia
đã đốt một bánh pháo cúng tổ chiều 30 làm cho nó sợ. Những bánh pháo khác tiếp gian lên, con vàng cuống cuồng. Sợi dây bợt dần, sau cùng đứt hẳn, con vàng cong đuôi chạy. Nó chạy ra bờ ao, luồn qua các bụi. Một đứa trẻ con bác năm răng bạc thét lên. Dân xóm, ấy là những người nghèo có phần vào con chó, lúc bấy giờ vừa kịp đi làm về. Nghe trẻ thét, đều hò nhau vác gậy đuổi con vàng. Một cuộc náo loạn ghê gớm, không ai thấy bóng con vật xó nào. Cái xóm nghèo nhớn nhác vì mỗi nhà mất một nồi giả cầy chó thường xuân. Họ cãi cọ nhau, trách mắng nhau, rằng sao bác Ba Kim có củi mà không nhốt. Rằng sao chị cả ca bánh cuốn có xích sắt lại không chịu bỏ ra. Ừ, xích sắt thì nó chạy đằng rời. Xích sắt còn phải kể, người còn chịu nữa là giống chó. Ông cả Cao nói thế rồi bảo nhau kéo cả ra nhà mụ một. Một người giả vờ tìm guốc để cúi nhòm gậm giường mụ, biết đâu con chó khôn nó chẳng về với chủ. Các bác ơi, con vàng nó trốn thì tôi xin nộp lại tiền các bác. Tôi cũng định đi vay thêm để lấy cái vé xe lửa về miền trong đi tìm con tôi. Cháu tôi, chúng nó bạc với tôi, nhưng mà tôi nhớ chúng nó. Tôi không còn chịu được cảnh trơ vơ này nữa. Bây giờ tôi xin trả lại. Vâng, tôi xin trả lại các người. Mụ cúi xuống cho người ta khỏi thấy rằng mụ khóc. Mụ mở hòm lấy món tiền giải ra giường. Nhưng mọi người không ai thò tay ra lấy lại tiền. Họ nín lặng nhìn mụ mà ái ngại. Một lúc lâu như thế, bác năm răng bạc mới lên tiếng rằng: cảnh đến thế này thì chúng tôi còn lòng nào lấy lại số tiền mọn nữa. Chúng tôi xin biếu bà. Tôi lại xin tất cả các ông các bà đây, mỗi người thêm một tí, đưa bà để bà về quê hương. May ra bà tìm thấy mặt con, mặt cháu. Ai cũng khen bác năm nói phải. Họ vui vẻ vét túi giúp thêm tiền mụ một. Vui vẻ ai về nhà nấy. Chiều hôm mùng một, mụ một đi chào tạm biệt hết cả mọi người trong xóm. Mỗi nhà mừng tuổi mụ một chén rượu đầy. Mụ không từ chối. Uống vừa vặn say thì mụ lao đao ra phố, gọi một cái xe kéo ra ga, đi chuyến tốc hành. Đoàn tàu lao trong bóng tối, mụ một co ro rét và say, gục đầu vào cánh cửa toa. Mụ xe lòng, nghĩ đến con vàng của mụ bây trừ nơi mô. Con vàng lang thang, mụ cũng lang thang một mình. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi lắng nghe chuyện ngắn Xóm nghèo ăn Tết của tác giả Ngọc Giao.